Bạn Khánh có thấy vịt không? Vịt kia kìa. Bạn Khánh có thấy vịt không? Bạn Khánh ơi. Bạn Khánh. Bạn Khánh có thấy con vịt không? Con vịt đang kêu nhỉ. Cánh đồng ngập lụt. Cánh đồng này nhiều cá lắm cả nhà. Hôm nào cũng có cả đàn vịt bơi đi bơi. Bơi xa quá rồi nhỉ. Bạn Khánh đòi đi chơi nhỉ. Bạn Khánh đi xem con bò đi. À bò đúng rồi. À, vịt đúng rồi. Ông đi kìa. Ông nhỉ. Ông. Bạn Khánh hôm nào cũng đi chơi nhỉ. Bạn đang bị ốm. Chít 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 chít. Đi xem đàn vịt nhỉ. Bạn Khánh. Bạn Khánh đang ngắm đàn vịt bơi xa xa nhỉ. Bạn Khánh 16 tháng tuổi đây nhỉ. Bạn chỉ thích đi chơi thôi. À bò đúng rồi. Bò đi. Bò ơi. Bò ơi. Vịt đang kêu Khánh nhỉ. Khánh có nghe thấy tiếng vịt không? Vịt đang kêu. À điện thoại. Mẹ đang quay Khánh. Đấy, Khánh rất thích động vật. Bạn gì đó nha? Bạn cún. Khánh gọi đi. Cún ơi. Cún ơi. Khánh gọi cún ơi đi. Cún ơi. Khánh ơi. Đi đâu? Đi đâu nào? Bạn Khánh đi đâu? Đi. Dâu ơi. Đi đi đi. Dâu ơi, gọi bạn dâu ơi đi.
Dâu ơi, cơm muối. Đừng để mẹ chùi cho. Bị ốm rồi. Rắc đi đâu? Cơm muối. Để mẹ chùi mũi cho. Ủi rồi, tối về uống thuốc nào. Hai bạn chí hoan bằng tuổi nhau nhỉ? Hai bạn bằng tuổi nhau. Khánh ơi, đi ra đây cho vịt lên. Ra đây cho vịt vào chuồng chứ con. Đi ra con chó này, đi chơi con chó cút này. Cái gấu. Dạ. Cái gì bà? Ông biết. Con nóng lạnh. Cứ thích đi lùa vịt. Đi ra đây cho vịt về nào. Dâu đi vào đây. Đi vào đi, vào đây với ông. Ông đang đan dỗ đấy nhỉ. Ông ơi. À con mèo. Mèo. Khánh sợ mèo. Khánh sợ con mèo. Em Khánh sợ mèo à? Lê sắc quần lên cho dâu nào. Dài. Rồi. Sắc quần cho dâu rồi. Dâu không đi dép à? À chó. À dâu rắc quần. Đi đây cho vịt vào. Đi lại chỗ Khánh đi. Dâu đi lại chỗ Khánh đi. Cô Yến ơi. Cô Yến ơi. Đi tắm đây, đi vào đi tắm đi. Bẩn, đúng rồi, phủi tay, đi vào đi tắm. Đi tắm, đúng rồi, phủi tay, đúng rồi. Đi vào đi tắm. Chó. Sợ chó. Bà, lại đi chơi rồi, chị Ly ơi. Coi phát là, chị Ly ơi. Cô Yến ơi. Cô Yến ơi. Bố vào đi. Khánh đang đi xem bò nhỉ. Bò đâu Khánh ơi? Dâu ơi. Có chân. Bạn dâu ơi. Có chân chưa? Túm tay lại đi. Bố tay vào. Để có chân lên. Con bê đâu Khánh ơi? Bê để tắm chứ. Ôi về tắm đã, về tắm xong để ra chơi với Khánh. Khánh ngủ mấy tiếng rồi. Hôm nay ngủ nhiều. Đâu rồi đó? Đi tìm bê đi, bê đâu? Con
này nó nghịch quá nhở. Chết ơi nhỉ. Khánh đi nha, ngắm bò đi. À, vịt đang lên, để cho vịt lên. Lâm về thôi. Lâm đi làm về kìa. Rồi, Lâm về thôi. Khánh gọi Lâm đi. Lâm đâu? Khánh gọi Lâm đi. Lâm đâu? Gọi đi. À đi. Dạ đi. Dạ đi. Chơi với Khánh. Hỏi Khánh. Nào. Ăn đi. Đứng lên. Quay lên sau lớn mà nhìn. Ôi bảo đấy để đi về tắm đã, tắm xong lại ra chơi Khánh nhá. Nhá. Bà về bé về tắm xong lại ra chơi Khánh nhá. Nha. Không á. Không. Tối thôi, tắm đã không có tôi tí chết rét. À Khánh ơi, Khánh, à, cháu về cháu tắm đã. Bye bye, tí nữa ra Khánh chơi nhỉ. Khánh có muốn đái không? Con bê đâu? Khánh ơi, con bê đâu? Con bê đâu? Chỉ xem nào. Bê đâu? Đâu con bò à? Con bê đâu? Con bò à? Bê đâu chỉ mẹ xem nào, con bê đâu nhỉ? Cái kia. Đằng sau ấy kìa. Chưa thấy à? Kìa kìa. Bê kìa, con bê kia kìa. Đấy, con bê con vịt đấy. Vịt đang đi vào đấy. Đàn vịt của nhà bà Tám đang đi vào đấy. Đi ra cho vịt vào nhé. Đi ra cho vịt vào. Ừ, cho vịt vào chuồng. Đây là lá lốt nhỉ. Cây ngải cứu. Cây bưởi to nhỏ có cả. Em ơi. Em cho vịt lên. Đi đây, đi đây. Đang lại đi lùa vịt. Để cho vịt lên chứ.